đến với Đoàn Hạnh nhé. Hôm nay mình rất vinh hạnh khi được giới thiệu với các bạn bài tốt nghiệp của bạn học viên. Em tên là gì? Dạ em tên là Nguyễn Như Bảo. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Hôm nay em 20. Mình đến từ khu vực nào em? Em đến từ Long An. Lý do tại sao mà em lại biết đến Đoàn Hạnh Yến? Tại em biết tới Đoàn Hạnh Yến nhờ qua mạng xã hội. Tại đây anh chính nhà Đoàn Hạnh Yến giúp đỡ cho em rất là nhiều trong cái việc nâng cao tay nghề của mình. Dạ, xin cảm ơn tới Đoàn Hạnh Thành Yến rất là nhiều. Chị chúc cho em sau khi mà đã học tại Đoàn Hạnh Thành Yến thì tay nghề của em sẽ tự tin và luôn thành công với nghề nha.